lại với Sao Bao TV. Tết đến đít rồi mọi người ạ. Tết là lo phết đấy. Bây giờ anh em mình mua quần áo. Anh em mình phải đi lo đi sắm Tết đấy. Chăm quất sắm đảo. Năm nay không chơi đảo chị quất. Sao không chơi đảo? Âm bao nhiêu? Hôm nay bao nhiêu âm rồi nhỉ? Hôm nay là 21 âm rồi. Vậy là còn 9 ngày nữa mới đến Tết cơ. Sắm bây giờ là chưa có hàng rẻ đâu. Ở ngoài chợ ở mình nhá, có những cái mặt hàng gọi là siêu rẻ luôn. Đấy, siêu rẻ luôn. Kiểu dạng như là quần áo thùng đấy, các kiểu sắp Tết rồi người ta phải bày ra đi sắm Tết sướng lắm. Nhưng mà hôm nay sẽ cho mọi người ra xem chợ ở chỗ anh em mình nhá. Có những cái đồ ăn gì để anh em mình ra đấy kiếm một món về ra đồng nấu. Đây. Món gì đồng. Anh em mình hay đặc ăn biệt. Rồi nhỉ. Đấy, ra kiếm xem có gì không nhá. Nay sẽ đi hướng này trước để xem có món gì hay không nhá mọi người nhá. Sắp Tết này chắc kiểu gì cũng nhiều đồ anh nhỉ. Chắc là sẽ để dành phía đằng kia đông đúc khá là nhiều đồ đấy. Tết để đông lắm. Bây giờ đi đằng này xem chợ có những gì nhá mọi người nhá. Và đằng này thì toàn là đồ rau củ quả các kiểu rồi. Sang bên này đi. Sang này bên này. Đấy bên này có thịt nhiều này. Nhiều thịt này. Đây. Trên mình chợ chiều giờ khá là đông rồi. Đây là dãy hàng thịt chó. Thịt chó một yến vitamin không gâu đó là bạn không ăn thịt chó. Chị có món gì ngon không? Nhiều món lắm. Bạn tung lên này đấy nhá. Không đi xem đã, tí nữa xem mua cái gì đó. Cái tim nữa này. Ôi dạ, cái đấy là ngon nhất bộ đấy. Cái này cũng ăn nhiều rồi. Trông nhiều rau lắm. Từ từ để xem có món gì hay đã. Hôm nay thì được rất nhiều món ngon. Lòng thì dài 5 mét rưỡi. Lưỡi nè, lưỡi trâu trâu rồi. Chưa, từ từ, tí nữa đã. Đi xem nữa, có tìm ạ. Có được. Làm món gì nhỉ? Tim này hôm ngày cứu. Tim hầm ngải cứu không ngon đâu. Từ từ em đi xem thì đã. Đặc sản gì đã? Đắt ngon lắm. Cái gì đã? Cái này cái dạ con đang co tuyệt vời luôn, không phải lúc nào cũng có. Nhưng mà có thể đắt. Dạ con đang co. Nó giòn hơn cả mực luôn. Nào ăn thì để bớt thôi, đem có khách lấy hết thôi. Ăn thì để bớt. Cái này thì giá thế nào? Cái này lấy tôi lấy 200 một cân. 200 một cân à? Ừ. Nhưng mà ngon lắm nhá, ngon phải nói là trên tuyệt vời luôn. Kì, quảng cáo ghê thế. Đảm bảo luôn mà. Ngon, chết cả tuyệt vời. Chết cả tuyệt vời luôn. Chết cả tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời chỉnh ở trên đấy. Lúc nào có cái này tới đây tôi không có bán, vậy là bán đâu. Món này làm món gì được? Luộc, xào, lẩu, quái gì cũng được. Luộc, xào, lẩu à? Đấy, cái này làm... Muốn làm gì làm ăn lẩu à, ok đấy. Cái này là dạ con đang co nha anh em nhá. Đấy. Khách nhà ăn quen rồi, bây giờ khách gọi điện rồi thì thích thì để lại trong ít ăn thử, lần sau gặp thì mua. Để làm một ít ăn thử cho em một lạng. Một lạng. một cân đi. Mua một lạng về chả bỏ thằng này nó dính răng. Đây miếng này ngon này. Miếng này dày ngon lắm. Đấy miếng này dày này. Miếng này á? Ừ. Cái đảm bảo luôn là ngon mà. Không ngon mai ra đây thì đừng đền cho 1 triệu luôn. Có ngon mà cái này không? Đây cái này ngon cái hơn này. Đây. Đây này nó có cái này này. Nào cái nào cũng được. Chỗ nào cắt cho đấy 1 cân nhé. Cân. Cái đầu này cắt cơ gọn một đầu cho nó ngon để cho còn bán trong mình cắt. Ok. Dạ con đang co là thế nào nhỉ? Dạ con đang co là cái dạ đấy, con tiếp tiếp đoạn này. Đấy, tiếp đoạn này. Nó đang co dạ con. Không, chỉ có mất 1 cân thôi vì là đấy. Điện, khách gọi điện rồi mà. Chuẩn chỉ thế.
bán vớt 1 cân à? Không bán tất à? Không bán tất à? Bởi vì gọi điện rồi, gọi điện cho khách rồi. À. Những cái hàng ngon như này là phải có khách đặt trước rồi mọi người ạ. Trông nó giống kiểu kiểu quả sung đấy mọi người ạ. Rau bò đấy. Rau bò ấy nhỉ. Rồi kiếm được một thứ rồi. 200. Đây em được. Con nhà này nó thích gặp hai người này lắm, sức này nó xem trên YouTube. Thế mai nó lại gặp cả mẹ trên YouTube. Đây 200 giờ còn chờ. Vâng, đi. Lấy đồ. À đây. Quên, cứ tưởng là xách cái túm này đi. Wow, lòng này. Lòng chiều mà rất là ngon nhá. Đấy, đây này. Nhưng mà lòng mới ăn lòng nhiều quá rồi. Đang mỡ máu mỡ gan nên giảm thiểu ăn lòng. Giờ đi dọc sang bên kia xem có gì hot không nhé mọi người nhé. Nhưng bên này hết chợ rồi sao ấy. Đây xách đi. Anh xách đi. Ba. À. Trên này còn một món khá là hay đấy. Thường ngày, không phải ngày nào cũng có đâu. Mà tức là hôm nay thứ mấy? Chủ nhật à? Ờ, hình như chủ nhật có, hình như chủ nhật có. Như thế trong phim mà bây giờ như thế à? À, vâng. Đây, 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 đây. May quá hôm nay có, mình cứ tưởng là thứ 3, thứ 6. À, chủ nhật có thứ 3, thứ 6, chủ nhật hay sao? Đây, đây, đây. Chưa? Ai? Trứng, trứng gà nắc bao nhiêu ạ? 8.000 một chục. Cầm lấy, cầm lấy. Đây, trứng gà thối mọi người ạ. 8.000 một chục, tức là 800 một quả này nhá. Mình sẽ chọn những cái quả. Trứng gà thối, trứng gà nắc. Ấy, có cái loại nhép nhép không cô? Đây à? Cho cháu cái túi bóng. Con có loại thối không ạ? Thối này, con thủ mà. Được, 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 lấy quả này, lấy quả này. Hả? Lấy quả này đi. Lấy quả này đi, ăn lâu lắm mới chả được ăn quả như này. Mày điên à, mày bỏ mũi ra. Ăn được, ăn được. Hả? Ăn được, ờ thì ăn được. Tao lấy túi bóng để nhặt. Cầm lấy này anh nhặt. Hai. Em thích ăn mấy cái quả thối lắm. Không thích ăn lại có con mới. Ăn thối có quả thối nhức đầu ấy. Bên đây thế đúng không ạ? Rồi, đây là có những quả đó. Đây là đâu? Cái mít đâu rồi? Đây. Rồi. Có những quả nó gà nó đang kiểu nó yếu nó chưa ra được. Nó yếu nó không ra được, nó hỏng á, người ta mang bán. 1 20 ngày không nở được nữa thì người ta cân á. À. 20 tức là 20 ngày không nở được nữa. 21 ngày đổ đi. À. Thế thế rồi nhà tôi cho nở nữa. À. Là con đi ấp mãi à. Nở ra thì nó cũng chết. Nở ra là cái này. Thế con này có mỏ này. Đó. Trên nhà gà chắc nhiều lắm. Ờ đây, có mỏ. Lấy con nào à? Lấy những con thỏ mỏ. Không phải soi đâu. Cái nắc nắc này chặt thì là thì có. À thế ạ? Cái lấy con lỏng này đi. Chặt là có con. Chặt là có con ạ? À. Không chặt là không có con. Là loãng. À. Anh thấy cái nào loãng á và lấy vài quả ạ? Anh thấy anh còn loãng. 2, 4, 6, 8, 10 này. Ê, có con kêu chim kìa. Trong này. Mười này. Cứ núp nắp đây quả nào là 11. Chặt là quả có con. Để chưa một ngày tôi bảo 5 tập quả. Quả này là 2 lòng. Sai. 12. Có 2 lòng. Đấy. Có 2 người ta cho ấp. Đấy. Không phải. Không phải. 2 lòng không ai. 12 này. 13 này. Mười bốn này. Em nhận mấy quả không đếm rồi. Thôi. Thì em phải đếm vào, thì tí nữa là người ta đỡ phải đếm lại. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
16 à? Ờ, 16 rồi. 30 à? Lấy 30 quả thôi. Thế rồi à? Quả ăn đúng. Lấy thêm quả chục, lấy thêm chục quả. Lấy thêm chục quả nữa. Cứ lấy đi. Cái này rẻ mà. Có 800 đồng một quả mọi người. Em lấy cả quả lắc nhé. 30 rồi đúng không? Đặt mấy quả nữa, chọn chọn 35, 3 quả nữa, 4 quả nữa. 4 quả nữa. 4 quả nữa. À đi. Ok rồi. À. Hôm nay kiếm được món này khá là đặc biệt rồi nhá mọi người nhá. Về sẽ chế biến món này. Còn món này để lại tối làm gì thì làm, xào tối ăn cơm. Làm lẩu. Ừ, đấy. Còn món này về làm một món khá đặc biệt nhá. Ê. Đấy. À cái món dạ con thì để sau nhá. Bây giờ đang thèm cái món trứng nhắc đây. Ôi trời. Ừ. Anh nhận quả vôi hóa của trống à? Quả này thì không sao đâu. Trống này nhị lắm. Hình như quả này này. Quả này khắm quá. Quả này bỏ nhé mọi người nhé, mùi thối rồi. Nó chết lâu rồi, thối rồi. Lúc này đeo khẩu trang không để ý. Quả này là có con đấy, nhưng mà nó thối. Có con nhưng mà thối này thì không ăn được. Bỏ vào. Đây ném xuống cho cá ăn. Đây, thối rồi. Nổi luôn. Ui, mày lấy cái rổ đây cho ra rửa qua đã. Ok. Thật. Không bị cái rửa sạch chứ rửa qua cái gì? Rửa qua cái vỏ đi, không là bị những cái quả khác nó thối rồi á, nó mùi. Đây. Cho vào đây hấp. Đi rửa nhỉ. Cho vào đây hấp thế nên là rửa cả đấy đấy. Nè, rửa đi. Ok nha anh em nhá. À đã rửa khá là ok rồi, bây giờ cho vào hấp. Không luộc cho bình thường. Hấp nó mới không bị nổ nhỉ. Vẫn nổ thôi. Một ít hơn đấy. Ai rồi cũng phải chết thôi. Ui anh ơi. Nổ mà nó, nếu mà luộc ấy nó nổ. Cái nước của nó lan lẫn vào nhau. Quả nào cũng nổ. Ui. Ui. Đáng nhẽ ra luộc mà nếu mà luộc ấy phải luộc cả túi bóng các anh em ạ. Cả túi bóng nó đỡ bị đấy. Nhưng mà anh em mình hấp. Đấy. Ít người hay ăn những cái món này lắm nhưng mà cũng nhiều người nghiện đấy. Này. Nhá. Thật nhá. Mấy cái con mở mồm này nhá, người ta luộc ra hoặc là đập ra lấy đấy. Xong bắt đầu xiên nướng. Nướng. Ừ, hôm nào làm món đấy nhỉ. Nhưng mà sợ mọi người nói là kinh dị thôi. Mới cả Tết người mà ta quay ấy, gấp tầm theo bị quay. Còn anh biết người ta nướng món gì ngon không? Người ta đợi những cái con nở hẳn ra rồi cơ. Như là loại siêu gọi là yếu yếu ấy. Xong người ta cho vào nước sôi bật lông sạch sẽ đi nướng. Hôm nào ngon làm món lắm. À, Tết mà có món này là cũng hơi bị ngon đấy. Tết chán thịt, chán các loại. Có món này hơi ngon đấy. Thôi, cứ đậy lại. Tí nữa, chuyến. Đi mua lần bia. Ok anh em nhá. Ui. Người mùi này là biết là không có quả nào bị thối rồi. Không có quả nào nguy hiểm rồi. Bây giờ phải xem một quả nào đó nó chín chưa đã để cho ra. Tại vì cái này là trứng. Thế anh phải xem quả nào nó có nó con đấy. Con đấy. Ở đây con này con non. Con là con già ấy nhỉ. Sẽ cho mọi người xem.
cuối người thèm món này đấy, không phải dạ vừa đâu. Mình ngửi món này là thấy thích rồi. Đấy, món này hơi kinh dị một tí, không phải ai cũng dám ăn được nhá. Những con này là những cái con nó 21 ngày mà chưa nở ấy. Có con nó yếu, con nó... Chín rồi, ok, chín rồi anh em ạ. Nhặt. Thôi mày nhặt một quả này, hơi kém, nó nổ ra này. Ui. Nổ. Nào, giữ để anh nhặt. Bây giờ sang bên kia ngồi cắm dây rơi. Đây. Ok mọi người nhá. Đây sẽ là món đặc sản trong dịp Tết mà không ai có thể có được một chén. Không phải là tại vì cái món... mới cả. Tại vì sao? Cái món này nhá, nếu mà để mà nói Tết ra chợ ấy là không có. Tại vì sao? Những ngày thường cũng phải có thứ ba, thứ sáu với chủ nhật mới có ở chợ mình ấy. Mà trong khi đó để chẳng nhẽ 29 Tết mua về để mùng 1 Tết ăn, hỏng hết. Đấy. Làm chữ con á. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Con này bị ngon này. Con này bị ngon à? Trứng gà lộn thường này. Anh thích cái quả nào con đấy. Đây này. Mình lại thích ăn cái quả như thế này này. Đó, thấy chưa? Đó. Cái người... này chấm muối mì tôm mà. Người ta thường hay vặt lông nó đi thế này. Nhưng mà mình thì hay chơi thế này. Hơi kinh dị đấy nhá, anh em thông cảm nhá. Mời mọi người nhá. Em nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm mọi người. Ngon tuyệt. Nhưng mà mình lại thích ăn cái... Nhưng ai thích ăn trứng gà lộn vịt lộn này. Ngon. Mình lại thích ăn những con run thủng. Trứng vịt lộn thì không thể so sánh được với trứng gà lộn như này. Tại vì sao? Trứng vịt lộn đắt hơn. 4.000 một quả. Ở quê mình là bán 4.000 một quả. Ở dưới Hà Nội chắc đắt hơn tí. Mà 4.000 một quả thì mua được 5 quả trứng gà lộn này. Đấy. Mà cái đặc điểm thứ hai nữa, khi ăn trứng gà lộn này là nó không bị ngấy lắm như kiểu trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn thì hay bị ngấy. Ủa, quả này trứng thường. Bà kia bảo mình là lắc không đấy là à đâu, mau đệ chọn mấy quả này sao. Đây, hốc đi. Mình là thích có con cơ. Đấy, giống như quả này. Chúng ta chọn. Con này khả năng là mình phải vặt lông đấy. Lông gì? Ôi. Rơi mất rồi. Sao? Thôi bẩn rồi. Nhưng mà con này xem ra vảy rồng vảy riếc gì không nhá. À, xem chân. Con này nó rơi bẩn mất rồi. Đây. Wow. Ui, phủ địa các kiểu, tam tai phủ địa rồi. Vảy rồng quấn nhặng hết chân đây này. Đấy. Cái vảy gì mà gì ở đây nhỉ? Đại giáp à? Đại giáp ở đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Thấy đại giáp chưa? Bé thì đi như kiểu con mặt mặt thì ai mà nhìn thấy được. Mau đệ mắt kém, mình mắt chiêu. Mau đệ cà trọ thì cà trọ thế mà không. Đây. Này. Cái này là quả trứng thường. Quả trứng này không có trống hay nào ấy mọi người ạ. Đâu, quả này có nhưng mà ấp. À ừ. Không có trống. Thung thủng chắc quả này thung thủng. Không thủng. Không thủng. Không thủng thì không ngon. Những cái quả như thế này phải thung thủng. Màu hơi chuyển bắt đầu xanh xanh một tí ấy, thì mới ngon. À, mình sẽ test cái quả này này. Quả này mới là quả nguy hiểm này. Có khi là thối um. Đấy, đúng rồi, đúng cái màu mình thích rồi. Màu xanh xanh rồi. Màu thối thối. Không phải thối đâu. Thế nào? Không phải. Không phải thối nhưng mà em mình phải thích thối cơ. Quả nhìn như này với nguy hiểm này anh ơi. Quả này quả vân vân nha. Quả này cũng ngon nhá. Ui, quả này lại là đông lá. Đông lá để hết đấy. Mày thích ăn thể loại này gì? Không, em thích ăn thể loại thung thủng cơ. Cái này cũng là con, nó nằm ở trong hết mọi người ạ. Đây, cũng lông lá đấy, không phải đùa đâu, nhưng mà ngon. Quả này con mới non nhá. Con mới non, ăn rất là ngon. Ui, đông lá này. Ui.
hot hot nóng. Ngon cực kỳ. Món này nếu mà ai mà không ăn được hay là kia thì nó sẽ là một món ăn kinh dị đấy. Kể cả trứng vịt lộn nó cũng là món ăn kinh dị mà. Đúng rồi, nhiều người không dám ăn trứng vịt lộn đâu. Nhiều hôm nhá, ra chợ ra mình tìm món này, thèm món này, tìm không có mà ăn đâu. Tìm không có mà ăn cơ. Nhiều hôm đi qua chợ thấy kêu nhấp nhấp nhấp. Đấy, quay lại mua. Nó những cái loại này là còn bình thường, có những hôm nhá, nó chỗ mỏ ra hết rồi. Như bà đấy bảo là những con mà độ tầm chỗ mỏ người ta ăn hết rồi đấy. Độ tầm 20 ngày kiểu chỗ mỏ hoặc là đấy nó người ta bỏ hết tại vì cho nở ra gà cũng yếu mà không nở được ấy. Gà nó phải tự nở được chỗ mỏ tự bung trứng ra ấy. Còn những con nào không tự bung được là vào bung vào mồm hết. Quả này để khoảng độ mấy ngày nữa là thối này. Đấy, thế nên mới bảo là không để được tủ lạnh. Tết kiếm mà ăn cũng khó ấy. Đùa đâu. Rồi, đấy. Nào, lông lá đâu. Nhớ kiếm một con vặt lông cho mọi người xem. Rồi, rồi, rồi. Gà trọi. Gà trọi tiếp. Gà trọi. Đấy, làm lông rồi. Thường thì mình không ăn, không hay vặt lông. Nhưng mà mình sẽ thử vặt lông con này đi. Wow, đây là một món ăn thường ngày đấy nha mọi người nhá. Không phải là những cái món ăn kinh dị gì lắm đâu.